công tác nước ngoài khi gia nhập Vinaphone. Ra nước ngoài không phải lo cước phí. Gói cước DATAZOAMINGZ500 của Vinaphone hấp dẫn với nhiều ưu đãi. R500 được thiết kế với cước phí 500.000 đồng. Khách hàng sẽ nhận được 2GB dung lượng, không giới hạn ngày sử dụng. Mức cước này tương đương 244 đồng trên Hamburg, là mức cước rẻ nhất so với mọi gói cước data roaming trên thị trường hiện nay. Những người thường xuyên đi nước ngoài sẽ tiết kiệm được đáng kể cước phí di động khi dùng gói cước này. Với R500, Thuê bảo trả trước của Vinaphone có thể dùng ở 37 quốc gia với 48 mạng di động. Thuê bao trả sau có thể dùng ở 48 quốc gia với 74 mạng di động. Cùng với R500, Vinaphone còn thiết kế nhiều gói cước chuyển vùng quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng gồm R1, cước phí 50.000 đồng có 30 MB, R3, cước phí 100.000 đồng có 100 MB, R7, cước phí 300.000 đồng có 600 MB, R10, cước phí 500.000 đồng có 1.200 MB, và R15 cước phí 1 triệu đồng có 2.500 MB. Các gói cước này đều không bị giới hạn thời gian sử dụng. Khách hàng được dùng cho đến khi hết dung lượng của gói. Thuê bao trả trước của Vinaphone có thể dùng những gói cước này ở 44 quốc gia với 59 mạng di động. Thuê bao trả sau có thể dùng ở 54 quốc gia với 90 mạng di động. Đại diện Vinaphone chia sẻ, việc ra đời các gói cước data roaming nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Vinaphone hy vọng khách hàng khi ra nước ngoài không phải bận tâm nhiều về giá cước đi rộng như trước đây gói cước đa dạng, hấp dẫn. Nắm bắt được nhu cầu đa dạng của khách hàng, Vinaphone thiết kế nhiều gói cước ưu đãi, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng. Chị Trần Mai Hoa ở Hà Đông chia sẻ, khi chuyển sang Vinaphone, chị chọn gói ước ECO90, chỉ mất 90.000 đồng trên tháng chị đã có 1.000 phút nội mạng, 20 phút ngoại mạng và 5 GB trên tháng, còn được ưu đãi thêm nhóm kênh truyền hình MyTV. Anh Hoàng Anh Tuấn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết anh chuyển sang Vinaphone để dùng gói cước thương gia của nhà mạng này. Anh đang dùng gói thương gia 245, với 245.000 đồng cước phí có 2.500 phút nội mạng, 200 phút ngoại mạng, 200 SMS nội mạng và 10 GB trên tháng. Sử dụng dịch vụ của Vinaphone được một thời gian, anh Tuấn bảo hài lòng vì sóng khỏe, chăm sóc khách hàng chu đáo, nhiệt tình. Vinaphone đã thiết kế hàng chục gói cước khác nhau để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, với trả sau có gói ECO gồm ECO 69 với 69.000 đồng một tháng nhận 1.000 phút nội mạng, ECO90, có 1.000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng, 5 GB và nhóm kênh truyền hình MTV, ECO125, với 125.000 đồng có 1.500 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng và 7 GB cùng dịch vụ covering, ngoài ra ECO145, ECO195, tương ứng giá gói 145.000 đồng tháng và 195.000 đồng tháng, khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi hơn với khách hàng sử dụng nhiều hơn. Vinaphone có gói cước thương gia với 9 mức cước khác nhau với giá từ 245.000 đồng đến 1.495.000 đồng trên tháng với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng trả trước của Vinaphone cũng có hàng chục lựa chọn khác nhau theo nhu cầu của mình với các gói như C69, C89, HEI90, HEI125, HEI145. Khách hàng có nhu cầu dùng nhiều hơn có B200, B250, thương gia 245. VD300 và nhiều gói cước khác. Ngoài các gói cước ưu đãi được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, Vinaphone đang có chương trình hoàn cước 20% trong 6 tháng đầu tiên, miễn cước thuê bao tháng khi đăng ký một số gói cước như ECO, thương giá với thuê bao trả sau. Thuê bao trả trước sẽ được miễn phí đầy tờ xem 90 kênh truyền hình trên ứng dụng MyTVNet, áp dụng cho một số gói cước, và nhận quà tặng giá trị đến 50% gói cước đăng ký cả thuê bao trả trước và trả sau đều được đặt cách nâng hạng Vinaphone Plus trước 6 tháng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Cao Hưng